Ok, xin chào quý anh chị đã đến với kênh tư vấn chứng khoán Cộng đồng cb chín. Thì em là Vũ vết Anh, trưởng phòng kinh doanh chứng khoán tại BPS. Thì trong buổi video này, em sẽ đại hành những thị trường cho nhà đầu tư về cái thị trường ngày tử của chúng ta, tức là ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021 và đưa ra những cái định hướng tương lai để hỗ trợ cho nhà đầu tư có thể giao dịch một cách hiệu quả và bám sát thị trường nhất. Thì đầu tiên ấy thì em có xin giới thiệu qua là anh chị nào mà bây giờ chưa có tài khoản chứng khoán tại VPS ấy thì em xin kính mời anh chị liên hệ tới em để tiến hành mở tài khoản chứng khoán tại VPS ngay lúc này. mà vì tại sao chúng ta lại lên mở tài khoản chứng khoán tại VPS? Bởi vì thứ nhất ấy, khi anh chị mở tài khoản chứng khoán tại VPS, anh chị sẽ được hưởng ưu đãi về phí giao dịch là phí giao dịch margin ở VPS chỉ có 0.13%. Thứ hai là về lãi suất margin. VPS lãi suất margin chỉ có 6.8% đến 9% một năm. Thứ ba là về tỷ lệ cho vay margin bên VPS rất là cao và cho vay hầu hết tất cả các mã upcom bên em cũng cho vay và thứ tư là khi anh chị mở tài khoản vps giao dịch cho em quản lý thì em sẽ hỗ trợ tư vấn đầu tư cho anh chị hỗ trợ cho anh chị là mua cổ phiếu nào bán cổ phiếu nào hỗ trợ từ a đến z hết cho nó trong quá trình giao dịch có vấn đề gì em sẽ là người tư vấn giải quyết cho anh chị đó là những ưu đãi khi anh chị mở tài khoản chứng quan tại vps và một điều đặc biệt nữa đấy là mở tài khoản chứng khoán tại Vietjet bây giờ cực kỳ dễ dàng gần như nó dễ như việc anh chị mở tài khoản Zalo hoặc là Facebook vậy anh chị mở phần mô tả video lên nhấn vào cái nút đăng ký mở tài khoản chứng khoán này đó anh chị điền các thông tin vào thì em sẽ đánh mở tài khoản cho hoặc anh chị có thể tự tải app về mở tài khoản theo hướng dẫn ở mô tả video đó bước một tải app Smart One về bước hai điền một số thông tin cần thiết bước 3 chụp ảnh minh dân chân bước 3 chụp ảnh chứng minh nhân dân hai mặt bước tư là xác thực khuôn mặt đó sau đó là anh chị sẽ có tài khoản sau khi có tài khoản xong anh chị liên hệ tới em qua Zalo để em hướng dẫn anh chị cách sử dụng cách nào rút tiền hỗ trợ tư vấn đầu tư cho anh chị bây giờ khi anh chị mở tài khoản theo hướng dẫn ở phần mô tả video là anh chị xem mở tài khoản online hai hoặc 3 phút là có tài khoản để giao dịch luôn giao dịch margin luôn không cần ký kế kết hợp đồng vì bây giờ VPS cho chứng nằm mở tài khoản theo xác thực khuôn mặt rất tiện lợi cho nhà đầu tư hạn chế thủ tục rơm ra trong quá trình ký hợp đồng ra và nếu như anh chị vẫn muốn ký hợp đồng thì em vẫn sẽ hỗ trợ anh chị ký hợp đồng được đó anh chị thích mở thì kiểu nào thích mở không người ký hợp đồng em vẫn mở được thích mở ký hợp đồng em vẫn mở được cho anh chị rất là đơn giản luôn ok thì em cũng xin uh, quay trở lại về cái nội dung chính trong ngày hôm nay là về phần nhận định thị trường của chúng ta anh chị nào có cái thắc mắc gì cứ liên hệ tới em hôm qua số điện thoại zalo ở màn hình anh chị đang xem nhé thì sau cái kết phiên giao dịch ngày hôm thứ sáu vừa rồi thì thị trường của chúng ta đóng cửa trong chiều tăng điểm là tăng 232,67 điểm tới mức tăng là 3,19 phần trăm và đặt cái vốn giá trị quảng độ là 797 triệu hơn xét về giá trị giao dịch thì thanh khoản ngày hôm đó của thị trường cũng đạt được ngưỡng là 17.830 tỷ đây là một mức thanh khoản rất là cao và chúng ta cũng đều biết rồi thì trong phiên thứ sáu vừa rồi thị trường cũng lại một lần nữa gặp cái tình trạng rất là quen thuộc đó là sàn này bị lỗi do tiền khớp lệnh nó quá là mạnh nên sàn nó bị quá tải do đó là nó không khớp lệnh nên hết phiên được. Tuy nhiên ấy, thì dựa vào những cái biểu đồ giá và biểu đồ lên như này, thì chúng ta đang thấy được rằng là thị trường hiện tại đang hồi phục khá là tốt so ba phiên giảm điểm mạnh vừa rồi, ba phiên giảm điểm vừa rồi rất là mạnh của thị trường đã đốt rất là nhiều tiền của nhà đầu tư. thì phiên hôm thứ 6 thị trường này hồi phục rất là mạnh và hồi phục đi kèm với việc là dòng tiền không ngừng đổ vào để hấp thụ lực bán để đẩy thị trường đi lên. đó đang là một cái điểm cộng trong một số hồi phục của thị trường. vậy thì thị trường hiện tại của chúng ta đã an toàn chưa? đã an toàn để chúng ta giao dịch chưa thì bây giờ chúng ta sẽ đi hành phân tích cụ thể về cái dòng tiền của thị trường thì sau cái kết phiên giao dịch ngày hôm 28 tháng 1 thì em cũng đã đưa ra cái video cho anh chị em cũng đã anh em cũng đã báo anh chị là khả năng rất là cao buổi sáng ngày hôm thứ sáu là thị trường có gặp đào và khi mà thị trường có gặp đào thì gần như lúc đó mà chúng ta bán cổ phiếu đã là quá muộn rồi đó và ngay sau khi đó là đến hôm thứ sáu rồi chúng ta thấy rằng thị trường đã vào gặp đào và gấp đao này sau khi được mở thì thị trường đã có sự hồi phục trở lại cho thấy rằng là dòng tiền đã có cái sự là tham gia bắt đáy thị trường nhưng mặc dù thấy được rằng là dòng tiền đã tham gia bắt đáy thị trường nhưng không có nghĩa rằng là thị trường hiện tại của chúng ta sẽ tăng được kiểu hình chữ V tăng dựng đứng lên đấy chưa không phải là phiên ngày hôm thứ sáu vừa rồi thị trường tăng là phiên thứ hai cũng tăng nó tăng thì kiểu dựng đứng như này tăng vượt một ngàn hai này không bao giờ có chuyện nó tăng như này đâu mà chúng ta phải cần bình tĩnh khi đầu tư vào thị trường rất nhiều anh chị trong cái phiên hôm vừa rồi đây trong cái phiên hôm uh, 29 tháng 1 rất nhiều anh chị thấy thị trường xanh thi nhau bắt đáy cổ phiếu như vậy là đang thể hiện cái sự hấp tấp cái sự hấp tấp bởi vì chúng ta cứ thấy thị trường bật xanh là chúng ta nghĩ đấy là đáy cổ phiếu thì thực sự nó rất là hấp tấp nó hấp tấp ở đây có nghĩa rằng là gần như anh chị đã biết được rằng là trong những cái phiên này đây trong những cái phiên này đây, cụ thể điển hình nhất là trong 3 phiên gần nhất của thị trường đi. Cứ ví dụ như là cái phiên ngày 6 tháng 1, em theo dõi trên room cộng đồng CB99 của em vậy. Ngày 26 tháng 1, khi mà thị trường giảm mạnh, sau đó thị trường có sự rút chân. Lại nhiều anh chị bảo rằng là thị trường đáy kìa, đang có tiền bắt đáy đó, mua đi mua đi, quay ra thị trường lại đạp xuống, tiếp tục sang ngày hôm 27 tháng 1. Sau khi thị trường giảm mạnh, sau đó là nó có sự hồi phục trong phiên một chút thì anh chị này bảo đáy kìa đây kìa, bắt đi bắt đi, nhưng cuối cùng nó đạp tiếp sang đến phiên tiếp theo đó là ngày 28 tháng 1 khi mà buổi sáng thì trường đạp rất mạnh đó và sau đó nó có sự hồi phục nhẹ đôi chút rồi vẫn có những anh chị bảo là đáy kìa đáy kìa bắt đi rồi sau đó là nó đạp tiếp đó và sang đến ngày hôm nay em xin lỗi sang ngày hôm thứ sáu khi thị trường nó bật xanh anh chị cũng bảo đáy kìa đáy kìa bắt đi như vậy nó đang thể hiện cái sự hấp tấp khi mà ngày nào chúng ta cũng hô đáy kìa đáy kìa thì kiểu gì chúng ta cũng đúng thôi cái đấy không thể xa được nhưng cái quan trọng là nếu như mà chúng ta cứ hô đáy mà chúng ta nhảy vào mua theo Vậy thì nếu như mà ngày hôm nay mua sai không phải đáy, chúng ta sẽ bị lỗi như thế này. Đó, có lớn như ngày hôm nay chúng ta mua phải là đáy thì nó sẽ không lên theo kiểu dựng đứng nhảy đâu. Nếu như mà chúng ta bắt đáy sai đấy, bắt đáy thị trường nhé, em đang nói về vấn đề thị trường nhé, về vấn đề cổ phiếu đấy là một bức tranh khác. Khi chúng ta bắt đáy cổ phiếu, chúng ta cần kẹt theo thị trường. Còn khi thị trường mà chúng ta bắt đáy thì chúng ta không quan tâm đến cái gì kia cả mà chúng thì chỉ quan tâm đến vấn đề của, của thị trường thôi. Ví dụ ở cái phiên ngày à, hai sáng một tháng một đi khi mà chúng ta bắt đáy ở thời điểm đó mà chúng ta sai thì nó sẽ rơi rất nhanh như này nhưng mà nếu như ở phiên ngày thứ sáu mà chúng ta bắt đáy đúng thì nó sẽ phải lên như thế này nó sẽ lên như này nó sẽ còn tạo lên các thứ sau đó nó lên nó còn lại phải chạm cản rồi nó còn phải test lại test đáy các thứ bởi vì anh chị nhớ là khi mà một cổ phiếu nó bị đạp sâu này đấy thì trong quá trình hồi phục nó sẽ gặp những cái người người ta bị kẹp hàng vùng ở những vùng trên này khi mà ở đây nhá ngày mai ngày kia này thị trường hồi phục này thì trong quá trình hồi phục thì những người bị người ta bị kẹp hàng ở những cái vùng này người ta bị lỗ người ta mua bị lỗ kẹp hàng vùng trên này người ta sẽ phát hàng là người ta bán và như vậy thị trường nó sẽ có dấu hiệu là bị test lại những cái vùng dưới này đó như vậy thì nếu như mà chúng ta bắt đáy đúng thì chưa chắc thì gần như là rất khó có khả năng gần như rất khó có khả năng thị trường có thể lên theo kiểu dựng đứng như này đó nhưng mà nếu như mà chúng ta bắt đáy sai thì thị trường nó sẽ tụt theo kiểu dựng đứng như này dốc ngược như này dốc hẳn xuống như này đó vậy thì chúng ta phải hiểu được một vấn đề là rằng là khi chúng ta tham gia bắt đáy thì cái kiểu là cứ thế nó bật thôi là mà bắt đáy là chúng ta đang chơi một cái bài toán mà cái biên độ lợi nhuận nó lại lệch hơn rất là nhiều so với cái biên độ rủi ro anh chị nhớ nhá cái biên độ lợi nhuận nó lệch hơn rất là nhiều so với biên độ rủi ro bởi vì biên độ rủi ro là khi trong thị trường nó đang trong tình trạng hoảng loạn như này rồi nếu như chúng ta bắt đáy sai thì hoàn toàn thị trường có khả năng đạp mạnh xuống dốc như này đó, nó đạp như cái dịch covid vừa rồi nó hoàn toàn có lý do để đạp mạnh như này nhưng nếu như chúng ta bắt tay đúng thì trong quá trình hồi phục của thị trường nó sẽ gặp những người mà người ta kẹp hàng vùng trên này người ta bắt hàng là bán như vậy thì cung bỗng nhiên nó gia tăng mạnh lên đó cung bỗng nhiên nó gia tăng dữ dội mạnh lên thì thị trường hoàn toàn có khả năng là nó sẽ có sự điều chỉnh test lại những cái vùng dưới này để nó tích lũy lại nó đi lên đó như vậy thì nó tóm lại xét về biên độ lợi nhuận rủi ro thì biên lợi nhuận của chúng ta sẽ là lâu ít và chậm hơn khi chúng ta bắt tay đúng so với cái việc là biên độ rủi ro nó cực kỳ lớn và nhanh như thế này Em hy vọng là anh chị cũng thể hiểu được một cái vấn đề như này Bởi vì nó là những cái mà chúng ta cần phải hiểu được Và nếu như chúng ta không hiểu được Thì chúng ta cứ bị lỗ thêm 2-3 lần nữa Theo kiểu như này là chúng ta cũng sẽ hiểu thôi đó Nói như vậy để anh chị phải biết được rằng là Trong quá trình đầu tư ấy Nó là một cái chuyện lâu dài Những nhà đầu tư thành thạo Chuyên nghiệp trên hiện đại Trên thị trường chứng khoán Một năm người ta chỉ kiếm được mức lợi nhuận là tầm khoảng độ 2 Đến 30% một năm thôi Nhưng mà cái giai đoạn thị trường đi lên như này đó thì gần như, như anh chị đầu tư anh chị có thể kiếm được tầm bốn năm chục phần trăm là chuyện bình thường nhưng đó là cái việc mà chúng ta có lãi chúng ta phải trừ đi những cái lúc mà chúng ta sai thì như vậy lâu dài chúng ta mới kiếm được mức lợi nhuận là 20 đến 30 phần trăm một năm Còn nếu như mà chúng ta cứ tham chúng ta muốn x2 x3 tài khoản trong vòng một năm nó theo mấy cái kiểu ông hô, ông hô lùa gà trên Facebook ấy cứ đòi x2 x3 tài khoản trong một năm thì chúng ta sẽ rất dễ rơi vào cái tình trạng là tham bắt đáy tham bắt đúng đáy và nếu như mà bắt đúng đáy mà sai đấy thì thiệt hại về biên độ rủi ro sẽ rất là lớn giống như lý do mình đã giải thích còn nếu như mà đúng ý, thì lợi nhuận của chúng ta sẽ bị gặp cả rất là nhiều như vậy tăng trưởng này sẽ chậm hơn vậy thì khi nào chúng ta nên tham gia vào thị trường khi mà thị trường đã có phiên hồi phục mạnh như ngày 29 tháng 1 này thì chúng ta cần phải xem lại một bức tranh về thị trường nữa đó là bức tranh ở hồi tháng 7 năm 2020 ở hồi cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2020 chúng ta thấy rằng thị trường cũng giống khá là giống so với thời điểm hiện tại đây hey. À, anh chị nhìn một chút nhá anh chị nhìn một chút này đạp mạnh này ngày thứ tháng bảy đạp mạnh này đó ngày 27 tháng 1 đạp mạnh y hệt như nhau sang đến ngày hôm sau là ngày 27 tháng 7 mở gáp và vẫn đạp mạnh tiếp theo sang ngày hôm sau của thị trường của chúng ta là ngày 28 tháng 1 cũng mở gáp và vẫn đạp rất là mạnh sang đến ngày hôm tiếp theo là ngày 28 tháng 7 bật tăng rất là mạnh với biên giá tăng cao vốn cũng rất là lớn thì thị trường hôm thứ sáu rồi cũng mật tăng với vốn rất là lớn vậy thì chúng ta sẽ tham gia vào thị trường khi nào chúng ta sẽ tham gia vào thị trường khi mà nó có dấu hiệu là ngừng bán giống như ở thị trường ngày trước hiện tại thị trường của chúng ta đang có điểm cộng đó là thị trường đang có cái dòng tiền bắt đáy và như anh chị nào mà hay theo dõi các video của em trong những khoảng thời gian dài này, thì anh chị sẽ nghe rất là nhiều đến cái câu là dòng tiền bắt đáy với dòng tiền đẩy giá dòng tiền bắt đáy hay là dòng tiền đỡ giá hay là gọi là dòng tiền gom hào đó là dòng tiền mà ở một cái thời điểm mà bỗng nhiên có một lực tiền lớn nó tham gia đỡ giá của phiếu đó đỡ giá đây nó cũng giống như là hồi tháng 7 đấy anh chị nhìn thấy này giá đang giảm bỗng nhiên giá nó không giảm nữa giá không giảm nữa mà vô rất là to đấy chưa điều đó đang cho có một lực tiền lớn nó tham gia hấp thụ lực bán và thị trường hiện tại của chúng ta cũng đang có những phiên như vậy nó đang có một lực tiền lớn tham gia hấp thụ lực bán nhưng hiện tại đó mới đang là vấn đề lực cầu lực cầu hiện tại đang có dòng tiền tham gia bắt đáy thị trường nhưng lực cung thì sao cung hiện tại của thị trường vẫn còn rất là nhiều bằng chứng là hôm vừa rồi mặc dù cầu vào rất là mạnh nhưng mà thị trường nó chỉ giao dịch đến khoảng đỏ đến đầu giờ chiều thôi đầu phiên chiều thôi nó không giao dịch được nữa rồi bởi vì cầu hấp thụ lực cung rồi mà cung nó quá nhiều nếu như ngày hôm đó mà nó giao dịch đến hết phiên mà thị trường đóng cửa trong một mức ngưỡng tăng cực kỳ cao tăng khoảng tầm bốn năm chục điểm thì nó thể hiện được rằng lực cung không có quá dữ dội nhưng mà ngày hôm đó thị trường này chỉ đóng cửa ngưỡng khoảng độ là hơn 30 điểm thôi lên nó đang cho thấy được rằng lực cung của thị trường ở ngày hôm thứ sáu rồi vẫn còn tuy không mạnh như là những ngày hôm trước nhưng nó vẫn còn và do đó là chúng ta cần phải theo dõi thị trường trong những phiên tiếp theo nó cũng giống như là ở cái thời điểm cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2020 như vậy chúng ta phải theo dõi thị trường trong những phiên tiếp theo là sau khi có một phiên đẩy giá mạnh như này với vốn lớn đấy chưa thì chúng ta phải cần theo dõi những phiên tiếp theo khi mà thị trường có cái dấu hiệu là ngừng dao động giá mạnh thế nào, nào là dao động giá mạnh dao động giá mạnh có nghĩa là ngày hôm nay nó ngưỡng giá này ngày mai nó lên cao như này sau lên cao lên cao xuống cao xuống cao lên cao tức là dao động giá lên xuống của nó cực kỳ cao biên độ dao động cực kỳ lớn thì chúng ta chưa nên tham gia thời điểm đó bởi vì lúc đó nó đang trong quá trình là cung cầu rằng sẽ mạnh ông cầu ông ấy vào đổ tiền nhờ vợ này ông để ông ấy hấp thụ được bán ông kinh ông cung ông ấy đổ tiền ra em xin lỗi ông cung ông ấy vác cổ phiếu là ông bán ra để ông thoát hàng như vậy thì cung cầu trong giai đoạn mà thị trường đang dao động giá mạnh nó thể hiện cái sự giao dịch quyết liệt của nó và nó vẫn chưa thể hiện rõ cái sự xu hướng của nó là đi theo một cái xu hướng nào thì chúng ta chúng ta cần phải có một khoảng thời gian đó là thời gian tĩnh tĩnh ở đây đó chính là khoảng một thời gian mà thị trường nó sẽ đi ngang một hai phiên và nó đi ngang với biên độ là vô ở mức thấp anh chị có thể được rằng là thị trường ngày 27 tháng 7 có một cái dòng tiền bắt đáy giá đang giảm với vốn lớn nhưng bỗng nhiên giá nó không giảm nữa vốn nó vẫn lớn đấy chứ có nhẹ ít hơn đôi chút thôi nhưng mà vốn vẫn lớn điều này nó đang chứng tỏ rằng có một cái lực cầu tham gia bắt đáy thị trường ở ba phiên là ngày 27, ngày 28 và ngày 29 tháng 7 năm 2020 nó bắt đáy ba phiên này và sau đó chúng ta có thấy hai phiên là hai phiên ngày 30 tháng 7 và ngày 31 tháng 7 anh chị nhìn thấy hai phiên ngày 30 và ngày 31 này đó vốn bé tí tẹo vốn bé tí tẹo luôn phải dùng bé tí tẹo nó mới chuẩn vốn bé tí tẹo nhưng mà giá vẫn xanh giá vẫn xanh ạ chứng tỏ rằng là sau khi có dòng tiền bắt đáy thì ở hai phiên ngày 30 và 3, ngày 31 tháng 7 này là thị trường không còn người bán nữa hấp thụ hết người bán rồi thì như vậy là thị trường sẽ xác nhận đáy một cách an toàn và đáng tin cậy hơn còn thị trường của chúng ta cũng chỉ giống thị trường ở tháng 7 năm 2020 là giống ở cái phiên ngày 28 tháng 7 là được tham gia bắt đáy mạnh thôi là đang có tiền bắt đáy mạnh thôi chứ cung hiện tại của thị trường nó chưa hết lực cung hiện tại của thị trường nó vẫn còn rất là nhiều và nếu như mà thị trường hiện tại của chúng ta mà nó không có sự tích cứ lại ở cái vùng đáy này mà nó tiếp tục đi lên trong những phiên thứ hai ba tới thì khả năng cao sau khi chạm những cái vùng cản vùng gắt trên của nó là vùng gắt 1.000 điểm 1.100 điểm thì thị trường sẽ có cái sự điều chỉnh lại và chúng ta sẽ theo dõi những cái sự điều chỉnh của thị trường giống như là ở những cái nhịp ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2020 là thị trường sẽ có sự đi ngang nền giá khoảng độ là từ hai phiên đi ngang lên giá khoảng độ là hai phiên và nó đi ngang với vốn thấp giống như ngày 30 tháng 7 ngày 31 tháng 7 thì như vậy nó sẽ thể hiện được rằng là thị trường không còn bị bán nữa thị trường đã rũ hàng xong anh chị nhớ nhé thì nó sẽ thể hiện là thị trường đã rũ bỏ nhỏ lẻ xong tay lớn đã gom hàng đủ và không còn gì để gom nữa thì lúc đó con sóng thị trường mới kỳ vọng là sẽ có sự hồi phục mới có sự kỳ vọng là không còn rũ bỏ nữa còn hiện tại thị trường của chúng ta mặc dù có điểm rất là tích cực Điểm tích cực ở đây là nó có dòng tiền bắt đáy ở ngày 29 tháng 1 Nhưng lực cung của nó vẫn chưa kiệt Và anh chị nào mà hay theo dõi các video của em này Thì anh chị đều biết được rằng cái phương pháp của em đánh theo dòng tiền Là đánh theo cung cầu Ngày hôm nay cổ phiếu nó tăng giảm như này Thì em sẽ làm rõ là cầu nó mạnh hay yếu Cung nó mạnh hay yếu còn đối với ngày hôm thứ sáu thì em sẽ kết luận được một điều rằng là cầu ngày hôm thứ sáu rất là mạnh dòng tiền bắt đáy, dòng tiền bắt đáy ngày hôm thứ sáu rất là mạnh lực cung ngày hôm thứ sáu đã có sự vơi bớt đi nhưng nó vẫn còn nhiều do đó để có thể đầu tư một cách an toàn hơn nhất là khi hiện tại thị trường của chúng ta là nó vẫn đang nằm dưới cái vùng cản gáp dưới là vùng em xin lỗi nhất hiện tại thị trường của chúng ta vẫn đang nằm dưới cái vùng cản gáp trên là vùng 1.100 điểm do đó hiện tại một là chúng ta để chờ thị trường vượt thẳng vùng 1.100 điểm chờ nó test lại trên cái vùng cả này hai là chúng ta sẽ chờ nó tích lũy lại ở cái vùng dưới này giống như là ở cái hồi cuối tháng 7 tháng 8 tích lũy vùng dưới này nó thì khi nó tích lũy với vốn thấp và khi nó kéo lên với vôn cao sau đó nó điều chỉnh test lại và vôn nó thấp đi lúc đó là thị trường của chúng ta sẽ xác nhận lại một cái đà hồi phục đáng tin cậy hơn giống như cái nhịp dưới này quen tạ thị trường của chúng ta đào hồi phục này nó vẫn chưa đáng tin cậy đâu nó cũng giống như là ở cái thị trường ngày 12 tháng 6 đi đây cũng giống như thị trường ngày 12 tháng 6 đấy cũng tăng như này hay là cũng giống như thị trường đợt covid vừa rồi đây cũng tăng như này Vôn rất là mạnh nhé đây lấy một ví dụ điển hình đây ngày 9 tháng 3 thị trường bị bán rất là mạnh đúng không? Ngày mùng 10 tháng 3 anh chị thấy được rằng là mở gáp giảm sau đó cuối phiên hồi phục tăng mạnh nấp gáp tạo cái lến xanh biên giá tăng rất là lớn chưa? biên giá tăng tốt biên giá tăng tốt đi kèm với vốn cao cho thấy đang có dòng tiền tham gia mạnh thị trường ở cái phiên ngày mùng 10 tháng 3 này nhưng tiếp theo nó vẫn bị đạp thôi nhưng tiếp theo ngày 11 tháng 3 nó vẫn bị đạp thôi có dòng tiền bắt đáy là điểm cộng tích cực cho một số hồi phục nhưng không có nghĩa là nó bảo thị trường là thị trường không giảm nữa mà thị trường muốn thể hiện một sự đà đá tăng đáng tin cậy hơn thì thị trường cần với cái sự đó là không bị bán nữa bởi vì cái vấn đề hiện tại của thị trường đang là cái vấn đề bị bán quá nhiều thị trường hiện tại của chúng ta là vẫn chưa ngừng bán và khi nào nó ngừng bán nó mới cho thấy được rằng là thị trường đã rút bỏ xong hiện tại thị trường của chúng ta vẫn chưa ngừng bán chúng ta cần phải theo dõi thị trường trong những phiên tiếp theo là thứ hai thứ ba tới xem thị trường có dấu hiệu ngừng bán không thì chúng ta mới tiến hành tham gia vào thị trường được đó thì cụ thể như nào thì trong những phiên tới thì em sẽ thường xuyên làm các video nhận định thị trường theo phiên để hỗ trợ tư vấn đầu tư cho anh chị một cách sát nhất còn đối với cái việc là vấn đề cổ phiếu mình đang nắm giữ ấy thì đầy hiện tại đấy thị trường mặc dù có hồi phục nhưng với cái kiểu hồi phục là vẫn đang nằm dưới vùng 1.100 điểm như này thì cho dù chúng ta bây giờ bán cổ phiếu thì nó cũng đã là khá muộn rồi bây giờ bán cổ phiếu cũng đã là muộn rồi do đó thì bây giờ anh chị nào còn hàng thì cứ cầm thôi chờ khi nào thị trường nó ngừng bán chúng ta sẽ mua trung bình giá lại cổ phiếu mà chúng ta đang giữ để giảm giá vốn xuống lúc đó chúng ta sẽ nhanh gỡ hơn còn hiện tại là chúng ta chưa nên mua cho mình giá bởi vì thị trường vẫn chưa xác nhận một cái đà hồi phục đáng tin cậy hiện tại đang có điểm cộng là có dòng tiền bắt đáy thôi chứ nó chưa kết bán anh chị nhé anh chị nhớ nhé và những cái video nhận định thị trường của em đấy là chúng ta phải hiểu rõ được cái quy luật cung cầu đó còn chúng ta đừng có lầm tưởng rằng là xem video là chúng ta sẽ biết chắc được rằng ngày mai thị trường xanh hay đỏ nhiều anh chị nên hết lên trên hết tất cả các trang YouTube chứng khoán xem hết trang này trang nọ chỉ mong muốn được một điều đó là tìm được cái trang nào mà nó bảo là ngày mai là xanh hay đỏ thôi thì không có cái trang nào hỗ trợ cho anh chị như vậy đâu Đấy chưa? không có ai biết chắc được rằng ngày mai thị trường xanh hay đỏ đâu chắc chắn một điều như vậy nếu như mà đã có ai biết chắc được rằng ngày mai thị trường xanh hay đỏ thì người ta đã long người ta sọt phái sinh rồi người ta đã bán nhà bán cửa đi sọt phái sinh rồi chứ người ta chẳng nằm nghề tư vấn đâu em xin khẳng định một điều như vậy đầu tư chứng khoán nó dựa vào xác suất đó sẽ có những lúc đúng như trong giai đoạn thị trường đi lên này rất nhiều anh chị kiếm được 40 50 trên tầm vốn tài khoản không cần đánh margin đó nhưng mà tại sao người ta đã thống kê rồi những nhà đầu tư chuyên nghiệp người ta chỉ có mức lợi nhuận hàng năm trong mình là từ 20 đến 30 một năm thôi mặc dù có những lúc người ta lãi rất là nhiều nhưng chúng ta phải tính đi những cái lúc mà chúng ta sai chứ bởi vì chúng ta không thể nào luôn đúng được quan trọng là khi chúng ta đúng chúng ta kiếm được nhiều và khi chúng ta sai chúng ta phải cương quyết trong cái quá trình là chúng ta phải cắt lỗ thì chúng ta mới giảm thiểu rủi ro được đấy chưa đó và chúng ta cũng đừng nên quá hàm vào vấn đề bắt đáy cổ phiếu bởi vì bắt đáy cổ phiếu như em đã giải thích rồi bắt đáy em sẽ nói, bắt đáy thị trường nhé bắt đáy cổ phiếu thì nó còn keo vào thị trường nữa ví dụ như thị trường hiện tại đang tích cực dòng tiền thị trường đang tốt thì chúng ta bắt đáy cổ phiếu còn có thể chấp nhận được nhưng nếu như chúng ta bắt đáy thị trường trong giai đoạn mà hiện tại thị trường vẫn đang bị bán mạnh nếu như chúng ta đúng thì thị trường đi lên đến vùng 1.200 này hoặc vùng anh xin lỗi thì thị trường lên đến vùng 1.100 hoặc vùng 1 mươi là thị trường sẽ rất dễ là bị bán và thị trường sẽ có những pha tích lũy lại test lại như vậy thì tốc độ tăng và thời gian tăng của thị trường nó sẽ lâu hơn và chậm hơn so với cái việc là nếu như chúng ta bắt đáy xa thì thị trường nó sẽ rớt về cái vùng dưới là vùng một ngàn cơ hoặc test lại đáy vùng một ngàn cơ đó đến thời điểm hiện tại thì chúng ta tiếp tục theo dõi thị trường thôi họ chưa mua chưa bán gì ở thời điểm hiện tại nhé qua hàng cầm bởi vì bây giờ bán cũng muộn rồi cầm tiếp cho thị trường ổn định chúng ta mua cho mình ra sau còn đối với việc bắt đáy cổ phiếu thì thời điểm hiện tại lên kiên nhẫn không việc gì phải vội đâu đừng sợ bỏ lỡ cơ hội đây khi thị trường nó mà xác nhận đạo hồi phục thì vẫn còn rất nhiều thời gian để chúng ta ăn tiếp Đấy chưa? đó đây giống như khi thị trường xác nhận đã tăng vẫn còn rất nhiều thời gian để chúng ta ăn tiếp nên chúng ta không cần phải sợ đâu mua cổ phiếu giá cao bán giá cao hơn thị trường ở ngày hôm nay tăng như này ngày mai thị trường lên như này tăng như thế này vẫn còn rất nhiều cổ phiếu khác chưa chạy chúng ta nên mua những cổ phiếu đó Đấy chưa Ok thì em cũng xin kết thúc buổi video nhận định thị trường ngày hôm nay. Thì em cũng xin giới thiệu như vừa nãy rồi, nhưng buổi đầu video rồi anh chị nào mà chưa có tài khoản chứng khoán nhá. Thì liên hệ tới em qua số điện thoại Zalo ở màn hình anh chị đang xem để mở tài khoản nhá. Hoặc anh chị có thể tự mở tài khoản theo phần hướng dẫn mô tả video này. Rất là tiện lợi cho anh chị mở tài khoản bên em. Tiết kiệm phí giao dịch được dùng margin cao. Đó, được em hỗ trợ từ vấn đầu tư. Đó, nhận định thị trường các thứ. Và mở tài khoản bây giờ cực kỳ tiện lợi cho anh chị. Ok thì em xin kết thúc buổi video nhận định thị trường ngày hôm nay.